Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Nguyễn Phát đang ngồi uống cà phê với mấy ông anh cũng nuôi cá chung. Đây là Đại Ca Tùng đã quay video trước ha. Còn anh Tuấn cũng là một chân nuôi cá chuyên nghiệp. Đây, hôm nay Nguyễn Phát đang có mặt ở nhà anh Tuấn. Đây, khu vực phòng khách đây các bạn thấy không? Khu vực phòng khách rất là đẹp, và sau lưng Nguyễn Phát đây là một dàn hồ cá. Bây giờ mình sẽ đứng lên cho các bạn xem cái dàn hồ cá của anh Tuấn nuôi trong phòng khách như thế nào. Bạn đang muốn tìm mua những chú cá bảy màu đặc sắc để về chơi nè, cho nè, tặng nè, hoặc dĩ chi bạn đang tìm những cái loại thức ăn nào mà tốt nhất cho những dòng cá bạn đang chơi, việc cần làm của bạn là nhấc máy lên gọi ngay 0382301092, hoặc là các bạn có thể truy cập Facebook Sweet BT Guppy Farm. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Đây, hôm nay Nguyễn Phát đang có mặt ở nhà anh Tuấn. Đây, khu vực phòng khách đây các bạn thấy không? Khu vực phòng khách rất là đẹp, và sau lưng Nguyễn Phát đây là một dàn hồ cá. Bây giờ mình sẽ đứng lên cho các bạn xem cái dàn hồ cá của anh Tuấn nuôi trong phòng khách như thế nào. Đó, các bạn thấy chưa? Thật là hấp dẫn đúng không? Đây, khu vực bên đây là phòng khách, có một cái dàn ghế nhìn thẳng ra, thay vì bình thường là người ta bố trí một cái tivi, còn bây giờ ảnh bố trí nguyên một dàn hồ cá nhìn rất là lịch sự và rất là đẹp, rất là sạch, mình phải nói là sạch kinh khủng. Bây giờ mình sẽ vô gần cho các bạn xem coi ảnh nuôi cái gì trong cái hồ này các bạn nha. Trước tiên mình xin nói sơ qua trước đây, cái dàn hồ kiến này là do Đại Ca Tùng này đã hỗ trợ tư vấn lắp đặt cho ảnh, nên thành ra là bạn nào nếu mà thích thì có thể là liên hệ mình hoặc liên hệ anh Tùng để được cái này các bạn nha. Trước tiên thì chúng ta nhìn từ trên xuống dưới, tổng thể là chúng ta có những cái hồ lớn thiệt lớn như này. Đó, có bốn cái hồ lớn kích thước các khoảng cỡ 1m50 để chứa nước. Khi mà các bạn đổ nước nước công tơ, nước máy vô trong đây, các bạn sẽ trữ trong đây, các bạn bỏ thuốc các kiểu vi sinh các kiểu vô trong đây, sau đó các bạn sẽ chỉ cần xả vô trong hồ qua hệ thống đường in nước vô nè các bạn thấy không, đường in nước vô nè. Cái này là cho anh Tuấn anh gắn thêm nè, rất là kỹ luôn, cho các bạn xem nè, xả nước nè. Đó, thì cái xả nước này nó có cái ống này sẽ không làm văng nước ra bên hai bên hông, nó sẽ sạch hơn các bạn không. Thì ở dưới đây chúng ta có một cái hệ thống ao luôn, cái hệ thống nước ao. Đây cái hệ thống nước ao đây ra, thì mình chỉ cần xả cái ống này ra là nước nó sẽ tự động nó chảy ra cống thôi. Còn cái đèn này là anh gắn hay anh Tùng gắn hay anh Tuấn? Anh Tuấn gắn luôn không? Anh chơi đèn bình quang luôn chứ anh không có chơi đèn led các bạn. Cái đèn này là nó có khác xa gì so với cái đèn led không anh? Cái đèn này nó không có nóng nhiều. Thì thôi các bạn, tại vì mình với mấy anh em hay sử dụng đèn led, còn anh Tuấn anh sử dụng đèn bình quang, thành ra anh nói là cái đèn này nó không có nóng nhiều và cái độ sáng nó cũng đảm bảo. Nhưng mà nếu mà tính ra cái đèn này chắc tiêu thụ điện cao hơn cái kia ta. Bóng tiết kiệm. Các bạn nè, coi nè, coi anh lắp đặt nè, thấy hoành tráng không, thấy đều, thấy ghê không? Thôi anh có làm nghệ sĩ hoa tai gì không, sao có tay nghề cứng dữ vậy. Rồi anh dán thêm cái này để che lại cái đèn, cho cái đèn nó không có bị, cái đèn ánh sáng nó không có bị giặt ra ngoài đúng không anh? Đây bây giờ mình vào vị trí ghế ngồi của khách nha, rồi sau đó mình nhìn thẳng ra đó, rồi như cái tivi luôn, thấy cá bơi. Nếu như các bạn nào mà có nhu cầu làm cái này mình nghĩ là rất là ok, tại vì là ngồi đây tiếp khách rồi bạn bè đến nhậu nhẹt, nhìn lên coi cá thì rất là ok. Rồi, đó là vị trí. Còn bây giờ mình vô tận cảnh coi ảnh nuôi gì trong đây nha. Bắt đầu từ hồ đầu tiên thì hồ này chúng ta có HB quay vít bông xì này, full trắng ha, đuôi trắng mình đen, có rau ria. Còn bên đây là cái này là này full lắc. Cái này full lắc siêu lâu. Cái này full lắc chứ đâu phải Lutajan hả? Ok các bạn, đây là Lutajan chứ không phải full lắc. Rồi, Glugat ghi bông. Size to chà bá luôn, size giống chà bá lửa luôn các bạn không? Đắt này ghi bông.
Rồi bên đây chúng ta có HP luôn, Ribbon, sắc phin. Mấy giống này là toàn là xịn không á các bạn nha. Nếu như bạn nào mới chơi không biết, chứ còn bạn nào mà chơi lâu rồi mới biết là mấy giống này là toàn là xịn sò không đó. Rồi pin bông phin, pin bông Ribbon phin. Rồi coi tay đỏ nè các bạn, coi tay đỏ xe chà bá lửa luôn nè, không? Đã không? Đã không? Quá đã. Chúng ta bên này có view coin. Thì ở trên hội có nhiều bạn hỏi view coin khác cái nào với lại HP coin. Thì cái này mình sẽ có một clip mình sẽ dẫn các bạn đến một cái chuyên gia chuyên nuôi cá coin bảy màu, để anh đó anh sẽ giải thích cho các bạn thế nào là view coin và HP coin. Đây chúng ta có full red Ribbon. Có một số cá thể trong bài có Ribbon. Rồi bên đây chúng ta có Lutobat cánh én. Nói vậy cho lẹ chứ còn mà đọc cái tên dài lắm, đọc cái tên cho các bạn nghe nha. Này là Albino Lutobat Ribbon sắc phin Swallow. Thấy ghê không? Anh ngồi anh cười, đọc cái tên cá xong anh ngồi anh cười ngất. Khó kêu quá mà. Này full red các bạn ha. Rồi HPY. Cái này có phải gen Red E không anh? Cái này gen Red E các bạn. Đây pin bông. Ok thì theo mình biết thì ngoài cái vàng hồ này thì ảnh còn một chỗ để anh ép cá nữa ở trên gần sân thượng. Thì mình sẽ cũng sẽ dẫn cho các bạn đi xem. Nhưng mà mình cho các bạn xem lại cái tổng thể của cái hồ này. Một cái vàng hồ bề dài là bao nhiêu anh? 3m6 hả? À một có nghĩa là cái này là nó tính theo từng khung. Khung một khung là bắt đầu từ cái cây này, bắt đầu từ cây này cho tới cái cây này. Rồi cái cây này là cái khung khác các bạn thấy không? Cái này là cái khung khác. Thì một dạng gì là 1m8. Một cái hồ này là bề ngang kích thước là 25, bề sâu là 40, bề cao này là 30. Đó. Rất là hợp lý luôn các bạn ha. Nhưng mà dạng này thì nó chỉ có 2 tầng thôi. Còn tầng trên cùng là nó hơi cao nên chỉ để chứa nước. Đó, tầng mà cái từ mặt đất lên tới cái hồ đầu tiên thì chúng ta có khoảng cỡ 4 tấc. Sạch, nói chung là sạch khủng khiếp. Rất là sạch luôn các bạn. Ok bây giờ mình sẽ dẫn cho các bạn đi xem cái chỗ ảnh ép con cá bảy màu như thế nào. Cô con của mình hôm nay bạn nghe đồn báo đi quay phim đòi theo. Wow, đây cho các bạn xem nè, đây khu ảnh ép cá nè. Chúng ta thấy mấy cái lưới xanh xanh này là chúng ta biết là ép cá rồi nè. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là cái lưới này lỗ rất là nhỏ anh. Cái lưới này là lỗ mấy ly anh? Không biết nó gì. Không cá nào bóng ra được á. Đây các bạn mình cũng mới thấy luôn nè. Mình hướng dẫn các bạn nhưng mà mình đi ra tiệm mình mua nó không có cái lưới này. Nhưng mà tại sao anh mua lại có cái lưới lỗ này cỡ này ta? Lưới này hình như có 2 ly à. Và nó rất là mềm. Khi mà mình bỏ vô như này thì cá là bao, mới đẻ ra là bao luôn, rất hợp lý. Rất là hành tráng luôn. Đây mình qua mình coi, đây sáng tạo nè, cái này gọi là sáng tạo trong nuôi cá nè, các bạn không? Lấy cái cây thép sọt qua, treo lủng lẳng cái này lên. Trong đây chúng ta có còi đen, rất là khỏe, cá rất khỏe. Đây là cá con lòi ra ngoài nè các bạn thấy không?
làm vậy đó, khi mình cho ăn á, mình sợ nó ăn hết á, mình bỏ là nó rớt xuống, mình quay nó xuống. Hạ nó xuống cho ăn xong. Ý là cũng có công năng luôn ha, chứ không phải là thấy các bạn như ảnh giải thích nè, bây giờ ảnh cho ăn đúng không? Ăn cho ăn, rồi bắt đầu mình bỏ vô ăn. Ăn xong cái nó no ấy rồi mình dở lên. Để nó không có ăn bắt cái đồ dơ với tẻ nó chạy xuống luôn. Hợp lý. Sáng tạo trong nuôi cá. Cá con lòi ra bên ngoài rất là nhiều các bạn ha. Red nè. Đây nè, cá này đẻ quá trời luôn nè, nhóc luôn nè. Bình thiên luôn. Đây rất là đơn giản và rất là tiết kiệm chi phí. Thì cái hồ dưới kia để cho khách ngắm, còn cái hồ này mình để làm cá thì mình cũng chỉ cần là thùng xốp rồi nướng cho cá đẻ. Rồi trong đây có tí nhâm thạch thì nó sẽ không tốn bao nhiêu tiền. Nếu như mua cái thùng xốp này khoảng 20.000, mua cái miếng này khoảng 5.000, cái cục kia khoảng 10.000, tổng cộng khoảng 40.000 chúng ta có thể nuôi cá đẻ. Và anh còn kỹ hơn là anh có ghi tên từng dòng và ghi ngày tháng cá đẻ như thế nào để chúng ta kiểm soát được cái số lượng cá và cái thời tuổi của con cá. Đây chúng ta xuống đây có con cá này rất là đẹp luôn, các bạn thấy không? HBS luôn nè. Đây, đồng tím, đồng xanh gì nè. Đó rất đơn giản. Dưới đây thì anh không chơi thùng xốp, dưới đây anh chơi cái thùng. Cái thùng này kêu bằng thùng trọng hồ nè. Thùng chắc vữa nè. Nếu như anh em nào có làm, anh em nào có xây tường, có làm thợ hồ thì biết cái thùng này. Mua về xong nuôi cá tẹt da, tét nách luôn. Trời ơi, hấp dẫn. Rồi, chúng ta qua bên đây coi tiếp đi. Ở bên đây thì lại xài một cái thùng khác nữa. Bên này xài là cái khay giống khay rau không anh? Chắc khay rau quá à. Nói chung là linh hoạt trong cái việc nuôi cá. Ôi, rồng tím nè, đẹp quá trời đẹp luôn không? Ba quay clip chúc con. Đó, thấy không? Rồng tím nè. Rồng tím nè. Bên này cũng có nè, bên này có full gold nè. Phun ron thay bơi nè, phun ron tì bông nè, phun ron tì bông thay bơi nè không. Nhiều bạn nói cái này mấy cái cặn cặn đen đen này là dơ, nhưng mà mình nói là không phải là dơ đâu. Nếu như hồ không có cái này thì quá sạch thì cũng được, nó phải dơ vậy đó, nhưng mà dơ phải ít thôi, đừng dơ nhiều quá. Đây dưới đây cũng có nè, nhiều quá trời nhiều luôn, hành tráng phết. Hấp dẫn quá. Ok, hợp lý. Hôm nay dẫn cho các bạn đi tham quan chơi cho biết chỗ anh Tuấn nuôi cá. Rồi đến đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Rồi, có cơ hội mình sẽ dẫn cho các bạn đi tham quan nhiều chỗ nuôi cá hơn các bạn nha. Rồi chào tạm biệt tất cả các bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình nha.